Chào mừng các em học sinh đến với sách luyện tập tin học lớp 5 tập 1. Chủ đề số 12: Thực hành theo mẫu. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay: hoàn tất chủ đề này, các em sẽ quen thuộc với giao diện của phần mềm Microsoft Windows Logo, sử dụng thành thạo một số lệnh vẽ cơ bản của phần mềm Microsoft Windows Logo. Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức. Một nhỏ, tìm hiểu về góc quay của bút vẽ. Khi quay bút vẽ, ta cần dùng đến tham số là góc quay, ví dụ là RT90. Góc quay ở đây là 90, tức là 90 độ. Khi bút vẽ quay đủ một vòng tròn, ta nói bút vẽ đã quay đủ một vòng quay 360 độ. Để vẽ một hình khép kín, tổng số đo độ của các góc quay bút vẽ sẽ là 360 độ. Để mời các em quan sát hình đầu tiên. Hình tam giác. Hình tam giác có 3 góc. Như vậy tổng số góc quay khi chúng ta vẽ hình tam giác là 120 độ cộng 120 độ cộng 120 độ bằng 360 độ. Ví dụ thứ hai. Vẽ hình vuông. Hình vuông có 4 góc. Như vậy tổng số góc quay của bút vẽ sẽ là 90 độ cộng 90 độ cộng 90 độ cộng 90 độ bằng 360 độ. Vận dụng góc quay bút vẽ. Để vẽ một hình có 5 góc, hình ngũ giác đều, ta sẽ quay bút vẽ 5 lần do hình có 5 góc. Mỗi lần quay bút vẽ sẽ quay một góc là 360 độ chia 5 bằng 70 độ. Để vẽ một hình có 6 góc, hình lục giác đều, ta sẽ cần quay bút vẽ 6 lần do hình có 5 góc quay. Mỗi lần quay bút vẽ sẽ quay một góc là 360 độ chia 6 bằng 60 độ. Hoạt động 2: Trải nghiệm. Em hãy nêu hai lệnh vẽ nét thẳng cơ bản. Viết câu lệnh đầy đủ và câu lệnh viết tắt của hai lệnh đó. Lệnh 1. Lệnh đầy đủ là forward, phản trắng, số bước đi, hay còn gọi là số bước vẽ. Ví dụ, lệnh forward, phản trắng 100. Lệnh này dùng để vẽ một đường thẳng đi tới 100 bước đi. Câu lệnh viết tắt là FD, khoảng trắng, số bước đi. Ví dụ, FD 100. Câu lệnh 2. Câu lệnh đầy đủ là bắt, khoảng trắng, số bước đi. Ví dụ, câu lệnh back 100. Lệnh này sẽ vẽ một đường thẳng đi lùi 100 bước đi. Câu lệnh viết tắt là BK, khoảng trắng, số bước đi. Ví dụ, back 100. Câu 2. Em hãy nêu hai lệnh quay bút vẽ một góc vuông. Viết câu lệnh đầy đủ và câu lệnh viết tắt của hai lệnh đó. Lệnh 1. Câu lệnh đầy đủ để quay một góc vuông đó là right 90, ta sẽ quay một góc về phía bên phải 90 độ. Viết tắt là RT90.
Câu lệnh số 2. Câu lệnh đầy đủ là left 90, dùng để quay bút vẽ về bên trái 90 độ. Câu lệnh viết tắt là LT 90. Để xóa toàn bộ bút giấy vẽ, đặt bút vẽ lại vị trí khởi động, ta dùng câu lệnh. Câu lệnh đầy đủ là clear screen. Câu lệnh viết tắt là CS. Lệnh này không có tham số. Chúng ta qua hàng động 3 thực hành. Em hãy lần lượt tính số góc quay của bút vẽ trong trường hợp cần vẽ các hình có số góc là câu A, ba góc đều nhau, đây là hình tam giác, thì số góc quay là 360 độ chia 3 bằng 120 độ. Câu B, hình chín góc đều nhau, để cách tính góc quay là 360 chia 9 bằng 90 độ, vậy là mỗi góc quay là 90 độ. Câu C, 12 góc đều nhau, cách tính là 360 độ chia 12 bằng 30 độ, như vậy là mỗi góc quay là 30 độ. Chúng ta qua hàng động 4, khám phá và chia sẻ. Với các lệnh em vừa học và khám phá cùng các bạn, hãy điều khiển bút vẽ thực hiện những hình vẽ sau trên màn hình máy tính. Vẽ hình tam giác đều có cạnh dài 100 bước vẽ. Cách thực hiện. Các em gõ lệnh FD 100, RT 120. Lặp lại câu lệnh này 3 lần. Hình ngũ giác đều có cạnh dài 100 bước vẽ. Ngũ giác ở đây là hình có 5 góc. Các em sẽ thực hiện như sau. Gõ câu lệnh FD 100, RT 72. Lặp lại câu lệnh này 5 lần. Hình lục giác đều có cạnh dài 100 bước vẽ. Lục giác ở đây chúng ta vẽ cái hình có 6 góc. Các em sẽ thực hiện như sau. Gõ câu lệnh FD, khoảng trắng 100, khoảng trắng, RT 60. Các em lặp lại câu lệnh này 6 lần. Các em lưu ý là giữa các câu lệnh nó có khoảng trắng nha. Hình bát giác đều có cạnh dài 100. Bát ở đây là 8. Vậy chúng ta sẽ vẽ một cái hình là có 8 góc. Các em sẽ thực hiện như sau. Các em nhập câu lệnh FD khoảng trắng 100, khoảng trắng RT khoảng trắng 45. Các em lặp lại câu lệnh này 8 lần. Vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em vẽ các cái hình cơ bản ở trong phần mềm logo. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em học sinh. Hẹn các bạn tiết học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.